diễn biến vụ tai nạn đang hấp dẫn sự lưu ý của dân mạng. Hai năm sinh chở nhau trên chiếc xe đạp đến ngã tư thì gặp biến. Chiếc xe đạp di chuyển vào điểm mù của một xe tải đang rẽ phải và hối hả bị quốc vào đuôi. Năm sinh ngồi sau lập tức nhảy xuống đường bỏ chạy. Riêng cậu ngồi trước không kịp phản ứng đã bị lọt gầm xe tải. Tài xế xe tải lúc này thế hệ phanh gấp năm sinh trong gầm lồng cầu bò ra bị xe tải hút từ phía sau, nam sinh ngồi sau xe đạp bỏ chạy tục mạng, em nắm lái lọt gầm suýt mất mạng. Vụ tai nạn thế hệ xảy ra vào trưa hôm nay ngày 14 tháng 10 và may mắn không gây yêu đương tích về người. Nguyên nhân tai nạn đang là chủ đề bàn bạc trên mạng làng hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc hai nam sinh đã không lưu ý giữ khoảng cách với xe tải đã góp phần dẫn đến gia chạm.